khi bạn bè đồng trang lứa của em tìm nơi yên lành để tránh bão, còn em thì kiếm nơi bão nhiều để hóng. Mưa dông tới nỗi không thấy cái ghế nào được mở ra, chứ duy nhất cái ghế của bạn số 9 là còn mở thôi. Khoan dẻ sẽ trách tại sao đem con dẻ tới nơi mưa bão như thế này, có biết nó sợ hay không? Hãy nghe tôi giải thích đây. Khi mà cái tâm trạng của mình như thế nào thì mình sẽ tìm một quán cà phê giống như cái tâm trạng của mình. Cái con này ở nhà nó hay gây sóng gió thì tôi phải tìm một nơi vừa có sóng mà vừa có gió để phù hợp với tâm trạng của nó. Ôi cái mẹ nó cười nhếch mép kìa, mà được nghe nhạc chill nữa chứ. Trong khi ở nhà cầm cái tay dẻ lên để mà cắt móng thì dẻ sẽ giảng cho một bài kinh cứu khổ phiên bản mèo. Còn đây, ra ngoài ngắm sóng biển, ngắm gió, cái mặt nó thư giãn thoải mái gì đâu. Cái lỗ tai không hề xát xéo hay cái đuôi cụp như là sợ hãi và bị ép buộc đi chơi. Thật sự con này rất là khoái đi chơi. Ngồi im ghê cho mình cắt móng tay đi quý vị. Muốn véo mặt dẻ hay muốn làm gì cũng được mà với điều kiện đừng ai tới gần dỗ dỗ cái tay kêu dẻ ơi đi về, lập tức nó chăng liên hoàn cước luôn đó. Hãy nhìn sóng biển ở ngoài kia, nước biển gần như đang thui chang tâm hồn của dẻ. Tuy rằng tâm hồn hơi đen đúa mà dẻ sống rất là có kỷ luật. Cứ hễ tới cái ngã tư này đòi xuống xe ị liền. Đòi é đây này. Thao thì nhỏ, cát có chút ép mà không hề ra một hộp cát ra ngoài. Ngồi vô thao gọn đơ. Ỉa cho má nhiều chuyện nha. Kiếm hốc là to vô cho nó ỉa đó. Đang ỉa nữa chừng thấy xe chạy cái nhiều chuyện nghĩa vậy á. Ỉa lại cho. Chỉ mỗi tội là hay câu giờ đang tập trung đại tiện hay tiểu tiện mà nhìn thấy con chó bự đằng xa hay nhìn thấy chiếc xe gác nào bự bự là lập tức đứng hình 5 giây, rất là câu giờ. À, đó, nghe ý là xa lắm mà nghe tiếng nó cũng nhìn qua nhiều chuyện. Rồi xẹp mẹ cái dừng cái thao lên, chúng chuyện ăn cỏ rồi. Rồi chúng chuyện ăn cỏ rồi bà mẹ, ngọn thao ăn cỏ không ai. Dạ tao đậu lên tao đại này đi vệ sinh chứ phải cho mẹ ăn cỏ này. Cái thao có chút ép cát có chút xíu mà không dăng một hộp cát nào ra ngoài. Tuy ở nhà quậy quạng hổ báo mà rất là tiết kiệm cát cho chủ. Một mình con dẻ xài hổ cát cả tháng trời. Trời ơi, chửi 3 lần 7 lượt. Có chuyện đi vệ sinh thôi. Đấy, đi vệ sinh thôi cũng không tâm. Nắng thấy mẹ đâu, một cục trà đó trời ơi. Tao biết là chưa đi vệ sinh nè. Không cần cho, không mượn rồi đi ra. Cái thao ỉa rộng gì là quá. Trời ơi, bốn cục má ơi. Rồi dục cái cục đi ra. Hũ cát có chút tẻo mà con dẻ nó xài trong một tháng trời, nhiều khi thấy cát ít nó dơ quá dục bỏ. Nó xài cát cực kỳ tiết kiệm luôn. Cái điều khiến tôi bất ngờ ra đường muốn nắm tay nắm chân gì thoải mái mà với điều kiện chủ nắm nha, chứ người lạ mà đụng dẻ là giáp hập liền á. Bây giờ tôi sợ dễ gặp người lạ lắm. Tuy là không sợ xe mà nó sẽ có gì đó đề phòng. Trời ơi, cắt siêu dễ luôn ha. Muốn cắt cho con này phải chở ra bờ kè bãi dương. Động tĩnh chút gì. Vô cào vào cái đó. Tôi thấy cắt móng tay cho mèo quá, xài bằng cái cây này nó dễ hơn. Mỗi người sẽ có một cách cắt khác nhau nha. Còn cái loại thuốc tân xài không có quen. Rồi đã chưa. Trời ơi nhanh gọn lẹ. Nó ngồi trong cát gọn đơ không văng một hộp ra ngoài, trong khi mình xẹp cái thao xuống một văng hơn nó. Rồi ok. Cái dẻ tự động chui vô cái vỏ tại trời mưa đang lâm râm, không muốn ngồi ngoài mắt mưa. Mà bước tới đây, mưa vẫn lâm râm mà chỉ chùi mặt chứ không muốn vô vỏ. Vậy ta ở lộn dẻ vui như ngày hội vậy ta ơi. Ở đây không có được dùng cái từ đó, bị dùng cái từ đó sẽ bị ở trên tay tay sẽ bị bất tương tác. Ngày hội gì đó, tôi nói là tôi không quen chứ. Dùng từ lịch sử mình không quen. Kỳ quá, ở dẻ. Trời ơi, coi kìa. Ở đây vui hẳn luôn mày, mày công nhận gì không? Ở nhà cái mặt nó làm sao, nó khác ở đây đúng không? Hai tầng không có chở đi ừ, á xuống đây coi kìa ngựa để y như cắt móng tay luôn. Cái điều dễ sợ khi đi quán cà phê là bị chủ bỏ rơi bởi hổm chơi cắt cớ rủ tụi nó trốn dễ hết. Chàng ơi, ảnh đứng trên ghế ảnh la làng khóc gồng hết trơn mà vẫn không dám nhảy xuống ghế. Thì bây giờ cũng thoải mái cái đuôi mắt đồ mà cái lỗ tai hơi xéo xéo nhẹ quý vị thấy không? Còn hơi lo lắng sợ mấy đứa này sẽ bỏ trốn bất cứ lúc nào. Mỗi khi dễ buồn ngủ là dễ sẽ phóng lên đùi của những người trong tem hoặc là nó gác cái tay hay cái đuôi lên mình của mình. Ai mà động đại chút xíu gì mở mắt cho nó giật. Kiểu như nó không có ngủ được, nó phải đợi tới về nhà mới ngủ. Mà đang đi chơi, không bao giờ đòi về, thà là ngủ gục. Mà ngủ gục lần tỏi lắm. Đấy quý vị nhìn xung quanh đi. Chưa có cái ghế nào được mở ra hết trơn. Tụi tôi tới đây chỉ có duy nhất cái bàn này được mở ghế ra thôi. Chả lụa mà đặt ăn xin. Xin ăn. Có ăn được không mà xin hả? Ăn được không? Mà dắt con này đi chơi cũng lời đồ ăn lắm, ăn không có nhiều đâu. Hai miếng chả lụa cái nghỉ xin này. Mà thấy cái đà dẻ đang vui vẻ, thử dạch lỗ tai dẻ ra chùi coi nó cho không. Chứ ở nhà dạch tay ra là chửi liền đó. Lau lỗ tai cho nè, lỗ tai dơ lắm nè. Ok. Tao đứng gớm vậy không cho tao lau. Nay chơi vui vẻ hiền quá
hiện cách bất ngờ. Ôi ôi, con gâu kia còn má ơi. Lao sát sát xíu nè. Vừa thôi nghe nó quạo thầm cái mẹ. Nói nó con nó khùng khùng điên điên đó. Đã ngứa quá. Trời đã ngứa. Quá sao quá sao trời đã ngứa quá. Trời đã ngứa mày ngứa này. Cứ hãy cách 1-2 tuần mà tôi không chở con dễ đi chơi là có những comment vô kênh y tế tôi. Chị ơi, một con mèo mà chịu ngồi yên trên ghế thoải mái mà khi chủ chở đi chơi là hiếm có lắm. Có nhưng mà hiếm, đa số là con mèo đi bị chủ ép buộc không à. Cái lỗ tai lúc nào cũng xéo, nó sợ hãi, nó gung cặp đuôi mà chủ vẫn cứ chở đi chơi hoài. Còn con mèo của chị nó đang có khả năng như vậy, chị đừng có quên chở đi chơi, uổng lắm, mất cái khả năng đó rất là uổng. À, lỡ có 2-3 tuần không chở là đọc cái comment đó là tức tốc là phải chở thôi. Mà nhiều khi chở nó mình cũng sẽ chết mà nó lại được xả sẽ chết. Ủa là sao? Ê, như trời chuyển mưa quý vị ơi. Đón 10 giây sau trời sẽ mưa, chính xác luôn. Nó chứ nhìn ngoài biển thấy nha. Ai cũng bị dính mưa ướt ướt hết trơn, còn dễ đã mất tiêu rồi. Trời ơi, anh khôn lắm má ơi, anh chui vô cái giỏ này có mặt tỉnh bơ. Có chút gì gọi là sợ hãi không? Có chủ cái bên là dễ không hề sợ, chứ sợ cái bị chủ bỏ thôi.